của tỉnh Quảng Nam, và tỉnh Quảng Nam là một tỉnh nằm nửa duyên hải miền Trung của chúng ta, và nơi đây đến với đại đất miền Trung, đặc biệt là đến với vùng đất của tỉnh Quảng Nam, chúng ta không thể nào không nhắc đến phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999. Đến với phố cổ Hội An, chúng ta đến với một biểu tượng của phố cổ, đó chính là chùa cầu, nơi ghi nhận nơi chùa cầu Nhật Bản trong các thương cảng thế kỷ 16-17 với những người Nhật cũng như những người Hoa lưu dân tại đây. Và nơi đây cũng là nơi mà chúng ta biết được là biểu tượng tâm linh, đó là cái chùa cầu này có ý nghĩa gì, nơi giao lưu giữa hai nền văn hóa Nhật và Hoa. Nơi đây cũng là có một cái câu chuyện về mặt tâm linh, đó là con thủy quái Mamazu. Đây là con thủy quái mà theo người Nhật nó đã gây ra những động đất cho vùng đất này, chính vì vậy họ phải dùng cái chùa cầu này như một thanh gươm để trấn áp cái đuôi quậy ở vùng đất Nhật Bản. Không chỉ là đến với phố cổ Hội An qua hình ảnh của chùa cầu, mà chúng ta còn đến với những hội quán của những người Phúc Kiến, Quảng Đông nơi đây. Bên cạnh đó là những ngôi nhà cổ tấn ký hơn hàng trăm năm tuổi, để chúng ta tìm hiểu thêm về vùng đất cổ Hội An với những công trình kiến trúc và những ngôi nhà cổ với những mái ngói âm dương vô cùng đặc sắc và độc đáo. Những điều thú vị để làm nên vùng phố cổ Hội An với những... Có thể ở vùng đất này sẽ chịu ảnh hưởng của lũ miền Trung vô cùng khắc nghiệt, thế nhưng họ đã dùng những hình ảnh của mình cũng như sức của những người dân lao động nơi đây để làm nên một vẻ đẹp của du lịch phố cổ Hội An. Bên cạnh đó, đến với phố cổ Hội An, chúng ta còn đến với thánh địa, đến với tỉnh Quảng Nam là đến với thánh địa Mỹ Sơn, cũng như đến với kinh đô Trà Kiệu của vùng đất Chăm Ba xưa, để chúng ta tìm hiểu thêm về một nền văn hóa trên dải đất miền Trung của chúng ta, nơi kinh đô Trà Kiệu và nơi thánh địa Mỹ Sơn được thần hành phát triển liên tục từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 13, nơi một thôn lũng và nơi đó thể hiện một nét văn hóa vô cùng độc đáo và đặc sắc. Không những thế, đến với Quảng Nam là đến với những nét giá trị tâm hồn của người dân nơi đây, đến với làng rau, trà quế, làng mộc, kim bồng, và qua đó chúng ta tìm hiểu và thêm những nét văn hóa đặc sắc của những người dân bản địa, và đến với những nét đặc sản vô cùng đặc sắc ở Hội An cũng như ở Quảng Nam, đó là cao lầu, đó là mề quảng. Hãy một lần đến với Hội An, đến với Quảng Nam để chúng ta càng thêm yêu dải đất miền Trung và thêm yêu hơn những di sản văn hóa độc đáo tại vùng đất này. Xin thật cảm ơn Tạc Viên Ngọc Phương Trinh đã cho chúng tôi những điều thật thú vị về Hội An. Tôi là một người rất muốn tìm hiểu, tại vì tôi ở bển dài đó. Đi ở bển lâu lắm thì dài về, nghe nói rằng là vùng đất Hội An này là một vùng đất hội nhân, hội thủy. Bạn chứng minh được cho tôi điều này. Cảm ơn bạn. Dạ, em xin cảm ơn câu hỏi của cô. Thì đến với vùng đất Hội An, một nơi vô cùng nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam của dải đất miền Trung, như cô nói, đó là vùng đất của hội nhân, hội thủy. Và hội nhân cũng như hội thủy là nơi mà có dòng sông Thu Bồn chảy qua phía trước, và nơi đây cũng là một thương cảng vô cùng lớn với cái tên Five Four mà người Nhật Bản đã đặt trong lịch sử. Và bên cạnh đó, bên dòng sông Thu Bồn êm ả chảy qua khu vực chùa cầu này của phố cổ Hội An, chúng ta biết thêm về hội nhân, đó là nơi vùng đất của những con người, những người dân vùng đất Quảng Nam cũng như vùng phố cổ Hội An, để họ hòa vào dòng sông Thu Bồn cũng như vào cái vùng lịch sử của đất nước, để họ tiếp tục giao lưu và tiếp biến những văn hóa. Nơi đây còn giao lưu văn hóa của các nền văn hóa không chỉ là Chăm, là người Việt, mà còn là người Hoa sinh sống tại vùng đất này, và tiếp tục theo sau đó với hội nhân, hội thủy, và thêm một vị trí đắc địa của vùng đất thương cảng Hội An đã phát triển và giúp cho vùng đất này trở nên nổi tiếng với bạn bè thế giới. Không chỉ là bước vào khu phố cổ Hội An với khung cảnh của những sắc hương cũng như là của các họ, những người nước ngoài họ đến đây họ nghĩ rằng bước vào Hội An như bước vào trong một phim trường cổ khi xưa, với những ngôi nhà cổ và những cái nét chùa cầu biểu tượng của phố cổ Hội An. Chính vì lẽ đó mà tất cả những yếu tố đó về nhân, về thủy, về con người, về dòng sông ngoài cổ đã đem đến trong vùng đất này những nét đặc sắc và thú vị. Em xin cảm ơn ạ. Quá đúng. Dạ, đúng rồi. Nãy giờ chúng ta đã tham quan được những điểm vô cùng đặc sắc rồi. Bởi vì trong chương trình á, mục đích của chương trình là để thiết kế cho cô chú những cái nét vô cùng đặc sắc của địa điểm này. Chính vì vậy mà cô chú nãy giờ tham quan, có thể là thời gian tham quan nó hơi lâu một chút. Nếu mà anh muốn em gọi anh bằng anh á thì cũng được thôi ạ. Nhưng mà để sự tôn trọng anh, nên anh gọi là cô chú. Rồi bây giờ tôi nói về sao em má. Dạ. Dạ anh ơi. Đã mệt luôn à. Mệt quá. Tôi còn 3 tiếng rồi mới về nè. Anh đặt con trai tự nhiên sao yếu vậy? Trời ơi, yếu vậy. Dạ rồi. Để em giải quyết cái vấn đề này. Một bên là mình muốn đi tham quan tiếp,
lượng nhỏ các anh, thì bây giờ nếu mà các anh không muốn tham quan thì chúng ta có thể ngồi một góc nhỏ ở đây, em sẽ tiếp tục dẫn đoàn mình đi tham quan khu này. Bởi vì chúng ta vẫn ngồi ở đây để chúng ta có thể là chúng ta chiêm ngắm được cái vẻ đẹp thôi, chúng ta ngồi nghỉ mệt đúng không? Chúng ta vẫn còn thời gian để tham quan, nên vì vậy em vẫn dẫn cô chú và sau đó thì anh sẽ ngồi ở đây và khi nào mình trở về trên xe. Rồi bây giờ ý cô muốn dẫn đi để tụi tôi ngồi đẹp phải không? Không có được, cô phải dịu uống thuốc lên trong sông máu tới tại anh sẽ anh bị tăng sông hả? Dạ, tại vì lúc mà đi em đã nói với mình đó là mình có bị bệnh gì mình phải mang theo thuốc cũng như là các vật dụng đầy đủ, nhưng mà nếu như mà anh bị tăng sông như vậy thì em sẽ gọi mà một cái công ty vận chuyển cái thay tiền để nhận về với cái khách sạn của mình nhanh nhất nha, được không anh? Bởi vì em có liên hệ với khách sạn là nếu mà anh không muốn là anh về, bởi vì anh được rửa thuốc thì bây giờ em sẽ gọi taxi cho anh để anh với các anh trong người thân của mình đi về trước và sợ em sao đấy luôn, đúng không ạ? Còn các cô chú này thì em vẫn dẫn mình theo đoàn nha, là mình vẫn tiếp tục chương trình tham quan. Còn các anh thì chúng ta em sẽ gọi để các anh gọi taxi về phải không? Dạ. Gọi taxi về phải không? Dạ đúng rồi. Để gọi tôi chờ về. Dạ. Và anh ơi, một điều nhắc nhở thế này, bởi vì anh để bên đồ á, nên là khi mà em gọi taxi cho anh thì có thể là những cái khoản và cũng như là cái mong các mong anh trở về. Mất tiền hả? Trả tiền hả? Trả tiền xe hả? Dạ đúng rồi, bởi vì cái đó là bởi vì anh vẫn quên thuốc, nhưng mà cái vấn đề nhanh nhất để em có thể giúp cho anh là nếu như ở gần đây có khu vực y tế thì em sẽ gọi cho anh, nhưng mà bởi vì anh đang thay lập bị ăn xong một chút tập trị không anh? Dạ rồi, dạ cảm ơn anh nha. Ok, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tất cả các anh chị của mình sẽ được vào tham quan và cũng như là tìm hiểu về một nét văn hóa đặc trưng của ở khu vực vùng ven biển của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa tất cả quý anh chị, đến với rừng ngập mặn Cần Giờ, các anh chị của chúng ta sẽ được biết đến một trong những loại cây đặc hữu, đó chính là rừng đước. Và thưa tất cả các anh chị, đến với vùng đất này, một trong những vùng đất tiếp giáp với miền biển, cảm nhận một vẻ đẹp nên thơ, tất cả các anh chị sẽ được hòa mình vào thiên nhiên. Và hơn thế nữa, các anh chị của mình còn sẽ được đến với nơi đây để tìm hiểu về một trong những loài động vật phải nói rằng rất nhiều sinh sống ở nơi đây, đó chính là loài khỉ. Thưa tất cả các anh chị, vùng đất Cần Giờ, một trong những vùng đất liên quan tới biển, và dân gian xưa có một cái câu nói như thế này: Bắc hải vi ngư, Nam hải vi thần. Từ vùng đất Quảng Bình trở ra phía Bắc, con cá chỉ sự được xem là con cá. Còn từ Quảng Bình trở vào cho tới vùng đất Cà Mau thì con cá được mệnh danh là con cá thần. Thưa tất cả quý anh chị, không biết tất cả quý anh chị mình biết con cá là con cá nào không ạ? Dạ, em xin thưa với tất cả các anh chị, đó chính là cá voi, một trong những loài cá được người dân tôn kính, được gọi là ong. Một khi người dân của chúng ta đánh bắt phải dính phải cá ong thì bắt buộc người dân đó phải thả lưới ra để cho ong đi. Chính vì vậy, mỗi khi mà cá ong bị mắc lưới và chết, người ta kiên cử chữ chết, người ta sẽ gọi là ong bị lụy. Người đầu tiên thấy con cá voi bị chết, ong bị mắc, ong lụy thì bắt buộc rằng người đó sẽ là con ong và chịu tang 3 năm. Thưa tất cả các anh chị, đến với Cần Giờ, tất cả các anh chị của chúng ta sẽ còn biết đến một vẻ đẹp văn hóa, đó chính là lễ hội Nghinh Ong. Và đây là một trong những lễ hội tiêu biểu của Lăng Ông Thủy Sứ. Đến đây tất cả các anh chị mình còn được để thưởng thức những món hải sản ngon. Chắc chắn rằng đến với Cần Giờ, một trong những địa điểm tham quan rất gần với thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những trải nghiệm vô cùng độc đáo. Và một lần nữa, Đức Úa xin cảm ơn tất cả các anh chị đến với rừng Cần Giờ. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Chào bạn. Dạ, em chào thầy. Trong toàn cảnh du lịch của thành phố Hồ Chí Minh á, theo bạn, cái nét đặc sắc nhất của tuyến du lịch Cần Giờ là gì? Với tư cách là cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cái nét đặc sắc đó so với cái du lịch biển Nam Bộ, tôi muốn bạn nhấn mạnh một là du lịch thành phố Hồ Chí Minh, cái đặc sắc của Cần Giờ, nhưng so sánh cái đặc sắc đó với du lịch biển của cả Nam Bộ, mà Cần Giờ vốn là cửa biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Bà hiểu ý không nè? Tôi nhắc lại câu hỏi này hơi khó vì bạn còn nhiều thời gian. Người ta quên thành phố Hồ Chí Minh có một cửa biển duy nhất, và thậm chí năm cửa để tiến vào thành phố Hồ Chí Minh, người ta quên mất cái cửa biển này.
Nhưng khi phát hiện ra đây là cửa biển quan trọng thì nói đến cửa biển này thì có một chủ đề là du lịch biển của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng vấn đề đặt ra là cái đặc sắc của cái du lịch biển ở đây so với du lịch biển Nam Bộ. Bạn muốn nói điều gì? Vậy, xin mời. Dạ, trước tiên em xin cảm ơn một câu hỏi của thầy Thắng rất là hay. Dạ, thưa quý ban giám khảo cùng tất cả quý vị, có lẽ là nếu đến với thành phố Hồ Chí Minh, người ta nhắc đến biển thì chắc chắn là người ta sẽ không nghĩ nhiều về ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có biển. Hầu như bị lu mờ bởi biển của thành phố Hồ Chí Minh không phải là vùng biển đẹp như Nha Trang hay vùng biển của Phan Thiết. Mà thay vì đó, người ta sẽ có thể tìm đến những vùng biển khác như ở cái vùng miền Trung và kế bên thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là những bãi biển rộng của Vũng Tàu. Thưa tất cả các anh chị, so với mặt bằng chung thì hiện tại du lịch sinh thái ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta duy nhất, và phải nói rằng Cần Giờ là một trong những địa điểm hấp dẫn dành cho tất cả các quý du khách nếu mình có thời gian trong vòng một ngày. Và rất là ngắn khoảng cách này, các anh chị mình có thể đến đây để trải nghiệm và thưởng thức những món ăn hải sản. Thì tại sao chúng ta không thể đến với Cần Giờ, một trong những địa điểm rất gần với chúng ta? Hy vọng rằng sắp tới Cần Giờ sẽ là một trong những địa điểm hấp dẫn cho tất cả quý du khách trong và ngoài nước. Em xin cảm ơn tất cả các anh chị. Cảm ơn em. Xin mời chị thức của nước điện. Ủa gì đâu mà đi ngủ vậy? Dạ rồi, bây giờ để con biết rồi, con biết là phòng nào đang hát rồi. Có phòng chúng tôi lấy là mình, dạ chúng tôi cái rồi. Dạ để con hát đi. Dạ dạ. Dạ con mời chú Tư à. Dạ dạ dữ vậy bà vậy. Dạ chú Tư ơi. Show diễn trên xe cho mình nên khi vậy chúng mình sẽ tối hôm nay mình có thể tạm gác cái chương trình hát âm nhạc đêm khuya được không chú ạ? Show diễn gì tôi đâu còn biết, bữa nay là tôi gặp bạn tri kỷ tôi phải uống. Dạ. Tôi uống thằng phòng tôi đâu uống phòng ai đâu mà nói tôi im. Thôi ha, bây giờ tôi đề nghị đổi phòng đi. Bây giờ cái kiểu sai xuyến như thế này tôi ở ghét mà chị không nổi đâu. Ủa tôi có làm gì đâu mà bà không nổi vậy? Dạ. Tại vì chú ấy cũng đang sai rồi nên tí xíu nữa để con sẽ cố gắng sửa. Dạ. Mình sẽ không bao giờ có chứng gì. Dạ bố đi, bố đi. Dạ chú. Dạ chú. Dạ chú. Dạ chú bình tĩnh lại giùm con ạ. Bây giờ như thế này. Dạ. Thôi bây giờ như thế này nè, để hát được ngày hôm nay con sẽ hát chung với chú luôn. Dạ được không ạ? Dạ hát luôn. Dạ. Nhưng mà bây giờ con sẽ không có hát tại khách sạn này. Dạ. Và bây giờ con với chú đi ra ngoài hát, tìm một cái địa điểm là gió mát chân thành hát được không chú? Được không chú? Tìm cái chỗ nào có mấy em đẹp đẹp nó hát vui vậy. Bây giờ con dẫn nè, bên phía đầu đường bên kia kìa có một cái quán mình là cô chú, hai chú cháu mình tâm sự ha. Rồi có gì chú muốn hát thì chú hát con nghe luôn. Con chắc chắn là con sẽ lúc nào cũng sẵn sàng nghe tiếng hát của chú. Còn cái đám bạn tôi sao? Dạ. Rồi thôi thì bây giờ con mời chú với người các anh cô chú trong phòng của mình đi luôn à? Dạ, trả tiền cho nổi không? Dạ. Nguyên một bài ra đó uống không được, ở đây uống, tụi ta ở đây uống là sao? Bây giờ mình ơi, con ra mời nó con mời cà phê được không? Cà uống bia mà mời thôi. Dạ. Mời đi, để cho tôi yên tĩnh xíu đi. Đó, đâu dạ, vậy là được rồi đó. Ủa, bà không có mở mất quá. Dạ, bên cạnh. À, thôi bây giờ như thế này, nếu như mà khó quá, để con nói với bên tòa quản lý để đổi lại cho cô phòng khách nha. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.